Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức khen thưởng nóng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy, khen thưởng tập thể các trường trung học phổ thông có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn cũng khen thưởng nóng cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy. Trước đó, ngày 24 tháng 7 năm 2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Tri Tôn phối hợp với Công an 3 xã Châu Lăng, Núi Tô, Tà Đảnh và thị trấn Cô Tô đồng loạt bắt khám xét khẩn cấp 3 điểm ma túy trên địa bàn. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ qua các đợt khám xét 12,7906 gram methamphetamine, 128 tép ma túy đá, tạm giữ hình sự 8 trên 9 đối tượng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn còn khen thưởng cho 3 trường học có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, Trung học phổ thông Ba Chúc và trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Cô Tô có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông 100%.